PSG thua khi có đủ Messi, Neymar, Mbappe. Dù có dàn sao tấn công hùng hậu nhất, PSG vẫn thua 0-1 trên sân Rennes ở vòng 19 League 1. Trang SofaScore chấm điểm 7,2 cho Messi, điểm cao thứ hai bên phía PSG. Nhưng cầu thủ mang áo số 30 không thực sự may mắn trong khâu dứt điểm. Neymar cũng có một trận đấu mờ nhạt. Tiền đạo người Brazil không gây được nguy hiểm trong vai trò tiền đạo cánh trái. Các pha chuyền bóng điểm rơi của Neymar mất hiệu quả trước hàng thủ lùi sâu và dày của Rennes. PSG bỏ lỡ cơ hội tốt nhất ở phút 47, sau quả tạt cánh phải. Hậu vệ Danilo Pereira lên tham gia tấn công đánh đầu thẳng vào thủ môn Mãn Đan Dạ từ cự ly 5m. Bế tắc trong khâu ghi bàn buộc huấn luyện viên Christophe Galtier phải tung Mbappe và Hakimi, hai cầu thủ vừa trở lại sau kỳ nghỉ tại Mỹ, vào sân từ phút 55. Tuy nhiên, họ không đem lại ảnh hưởng như mong muốn. Sau hơn nửa trận đấu chấp nhận lép vế, Rennes bất ngờ ghi bàn quyết định ở phút 65. Từ quả tạt cánh trái, Havari cho Rê sút chéo góc tung lưới thủ môn Donnarumma. PSG lẽ ra có bàn gỡ ở phút 69. Sau đường chuyền dài như đặt từ sân nhà của Messi, Mbappe băng xuống đối mặt Mãn Đan Dạ. Tuy nhiên, thay vì dây quà,